Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh hướng dẫn pha chế của Coffee Tree. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái món cà phê espresso chuẩn là như thế nào và cách pha cà phê máy. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi mình để mình có thể là làm cái cà phê máy này nha. Thì bây giờ là mình sẽ dùng loại cà phê truyền thống số 1 của Coffee Tree. Thì cái dòng này rất thích hợp cho cà phê pha máy. Và bây giờ là mình sẽ đổ cà phê vào để mình xay ra cà phê nha. Thì cái cà phê của mình xay ra thì nó là một cái độ mịn vừa đủ nhất định, không quá thô cũng không quá mịn nha các bạn. Thì ở đây mình dùng cái cúp một xót để mình làm espresso. Đây, và bây giờ là mình sẽ gạt cà phê ra. Các bạn lưu ý là khi mà mình gạt cà phê ra thì mình sẽ gạt hai bên vành tay của cái cúp nha. Thì bây giờ mình sẽ nén, thì khi mà các bạn nén thì các bạn dùng một cái lực vừa đủ, không quá chặt ấy, thì các bạn sẽ nén thì lúc đó cà phê ra nó sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ là đây, thì cái mặt cà phê của mình là bằng phẳng hết, không có bị nghiêng, không có bị lệch đi đâu hết nha các bạn. Là mình sẽ ép cà phê làm sao cho cái mặt nó bằng phẳng nhất. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ vào trong máy và mình sẽ bấm nút một xót. Rồi thì các bạn lưu ý cái dòng chảy của mình ở đây thì nó sẽ chuyển từ màu đậm sang màu nhạt. Đây, thì cái lớp này là gọi là lớp prima. Đây, thì khi mà mình ra đường tách espresso sẽ được như thế này, khoảng tầm 30ml nha các bạn. Và chúc các bạn là có thể là thực hiện thành công cái món espresso này và biết cách sử dụng cà phê máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Thì các bạn mà có nhận xét gì hoặc là có cái món gì ngon mà muốn mình làm á, thì cứ comment ở phía dưới. Và các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau.